Hôm nay mình sẽ đọc Chàng Mặt Trăng. Chàng Mặt Trăng. Đêm đến rồi. Đấy, nhìn kìa. Bầu trời đã tối đen như mực rồi. Nhìn xem trên nóc nhà có gì đang tỏa sáng đấy nhỉ? Và mặt trăng nha các bạn. Ồ, đó là mặt trăng. Chào mặt trăng. Không được, mây ơi, đừng lại gần nhé, mặt trăng sẽ buồn và khóc đấy. Mây ơi, bay đi nào, chúng mình không nhìn thấy mặt trăng đâu cả. Ô, ôi, xin lỗi các bạn nhé, mình không xin lỗi các bạn nhé, mình có chút chuyện nói với mặt trăng thôi mà. Tạm biệt các bạn, gặp lại các bạn sau nhé. Ôi, tuyệt quá, mặt trăng đang cười kìa. Chào trăng tròn, trăng tròn chào các bạn. Hết chuyện rồi nha.